Xin chào các bạn, chúng ta đang trong hành trình học viết content trên Facebook. Hôm nay có một cái đề bài thì dự ra cho các bạn ấy, đó là phải tạo ra một cái content để khiến cho những người phụ nữ nào đang bị chồng ngăn cản kinh doanh online ấy, những người phụ nữ đó đọc được content này, họ phải thấy thích, họ cảm thấy có được một cái kim chỉ nam để hành động, để kinh doanh và có hạnh phúc gia đình tốt hơn. Bây giờ hãy xem bạn Nguyễn Thúy và bạn Phạm Yến, hai bạn ấy cùng tạo nên cái bài viết này như thế nào nhé. Bài này nó đang trên tường của bạn Nguyễn Thúy. Đây, bạn muốn kết bạn với Nguyễn Thúy thì tìm Nguyễn Thúy ở đây. Ok, kinh doanh online là nghề cao quý, hãy mạnh mẽ lên các chị em. Có rất là nhiều chị em muốn kinh doanh online hoặc đang kinh doanh online bị gia đình ngăn cản. Các chị có dự định bỏ cuộc hay bước tiếp, hãy khoan quyết định mà hãy đọc xong bài viết này đã nhé. Có lý do thường bị người hay đề cập đến là sợ bạn không làm được. Các lý do thường bị người hay đề cập đến là, các bạn nhá, các bạn viết xong content bắt buộc các bạn phải đọc lại thì bạn sẽ thấy rằng cái bài viết nào mình càng viết cảm xúc thì nó lại càng thường mắc lỗi chính tả hoặc là mắc lỗi trình bày gì đấy, nên phần đọc lại là phần quan trọng. Đây là cái bài mà chúng ta thiếu sự đọc lại nên nó mất cảm hứng cho người đọc rất là nhiều đấy, nó mất đi cái vai trò chuyên gia của chúng ta rất là nhiều. Bây giờ sẽ đọc lại này. Kinh doanh online là người cao quý, hãy mạnh mẽ lên các chị em. Có rất là nhiều chị em muốn kinh doanh online hoặc đang kinh doanh online nhưng bị gia đình ngăn cản. Các chị có dự định bỏ cuộc hay bước tiếp, hãy khoan quyết định mà hãy đọc xong bài viết này đã nhé. Các lý do thường bị người ta đề cập đến là: một là sợ bạn không làm được, hai là sợ, ba là sợ. Thúy trước đây cũng vậy, ở nhà chăm con và bán thuốc. Rất ít người qua lại nên việc kinh doanh khó khăn. Khi thấy thuốc nam sử dụng hiệu quả nên Thúy quyết định tham gia vào kinh doanh online. Nhưng khi đó thuốc giả tràn lan, cũng lúc nào có tin tức là thuốc thảo dược làm giả rồi bị bắt nên người ta lo lắng nhưng người ta không bán nữa. Nhưng Thúy có quyết định là phải tìm hiểu kỹ về sản phẩm nên Thúy đã quyết định theo. Vậy nên chị em muốn tham gia bán hàng online hãy làm như sau. Một là hãy xác định kinh doanh online là nghề chân chính giúp chị em .. như này. Hai là khi xác định được công việc đó rồi thì chị em phải có niềm tin vào chính mình. Thứ ba là khi gia đình muốn ngăn cấm thì chị em nên giải thích cho người nhà biết là kinh doanh online là công việc tốt. Nếu người ta vẫn không hiểu hãy im lặng và hãy làm người nhà mình biết việc mình làm là hoàn toàn thật ý nghĩa, như là sản phẩm của mình bán có nhiều sự phản hồi tích cực cho người xem. 4 là cho người nhà sử dụng sản phẩm để họ biết là sản phẩm tốt, họ mới tin. 6 là giờ Thúy đã được mọi người ủng hộ nhiệt tình rồi .. Thì bài này cái tiêu đề thì cũng ở mức độ là gọi là đúng bố cục, là có tiêu đề thôi chứ cũng có chưa thực sự mà nó thu hút được những người đang gặp vấn đề về việc chồng không ủng hộ, đúng không nhỉ? Rồi, cái câu chuyện của bạn ấy ở đây thì cái câu chuyện liên quan đến việc mà người nhà không ủng hộ hoặc chồng không ủng hộ thì nó cũng chưa được sâu sắc lắm. Tức là bạn ấy cũng chưa có trải nghiệm cá nhân, cũng chưa được quan sát và kèm cặp được người khác giải quyết được vấn đề này. Nhưng không sao cả, ngay cả như vậy nhá thì hoàn toàn có thể viết với một góc độ khác mà, đúng không nhỉ? Tức là gì ạ? Mình nhận ra cái vấn đề là rất nhiều người muốn kinh doanh online. Mình cũng nhận ra một cái sự thật tuyệt vời, đó là rất nhiều người thay đổi cuộc sống của họ và cả gia đình họ, đúng không nhỉ? Và mình cũng có niềm tin như vậy. Và mình đang trên cái hành trình để có chinh phục điều đấy rồi. Và mình muốn là truyền cảm hứng cho những người đang đi trên hành trình giống như mình, đúng không nhỉ? Là thứ nhất là người ta phải làm gì, thứ hai làm cái gì thì nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Thì cái bài viết này mới là dạng là ok, viết là tạm ổn, gọi là trung bình khá, chứ thực sự nếu mà để tạo ra giá trị và khiến cho cái người đang bị gia đình ngăn cấm, bị chồng ngăn cấm, người ta wow thì mày này là chưa có. Ok, tiêu đề cần có sự thay đổi này, cần phải có cái checklist nó rõ ràng hơn này. Là gia đình bị ngăn cấm thì bản chất của sự ngăn cấm đấy là gì? Là vì mình phải nhận được lỗi về mình ở điểm nào, sau đó cái ứng xử của mình với sự ngăn cấm đấy như thế nào, và mình phải nói chuyện với chồng như nào, mình phải dùng bí mật là lời tâm sự như nào, phải có tuyệt chiêu như nào. Ok, thì các bạn có thể tìm kiếm thêm là cách viết content trên Facebook Hán Quang Dự thì sẽ thấy được những cái bài thầy dự chữa cho các học viên khác của thầy dự nha. Rồi, cảm ơn Nguyễn Thúy, Phạm Yến rất là nhiều, và bài của các em được 7 điểm. Nỗ lực thêm nữa. Và nếu các bạn cũng muốn được kèm cặp, muốn được chữa bài, muốn được hỗ trợ trong vòng 1 năm kinh doanh online thì chủ động inbox thầy dự để được phỏng vấn. Thank you và hẹn gặp lại. Hai bước để bạn nhận bài học mới của thầy dự mỗi ngày. Bước 1, ngay bây giờ hãy đăng ký kênh YouTube và để biểu tượng nút chuông. Bước 2, hãy vào Facebook của chính bạn và gõ Hán Quang Dự, gửi lời mời kết bạn và để chế độ xem trước. Đó,